Xin kính chào quý vị và các bạn, những khán giả thân thiết của Góc nhìn đầu tư được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh thông tin Invest TV. Vậy là 9 tháng đã trôi qua với rất nhiều những diễn biến xoay chiều của thị trường bất động sản. Và theo số liệu mới được thống kê thì 9 tháng đầu năm 2019, thị trường bất động sản Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự sụt giảm mạnh cả về nguồn cung và lượng giao dịch. Theo báo cáo của VNREA, lượng cung bất động sản nhà ở quý 2 2019 tại thị trường Hà Nội đạt 7.772 sản phẩm, tăng 49,3% so với quý 1 năm 2019. Tuy nhiên, tính chung cả 9 tháng đầu năm 2019, lượng cung bất động sản nhà ở đạt 12.976 sản phẩm, chỉ bằng 76,05% so với cùng kỳ năm 2018. Tôi là người dân đang chuẩn bị có ý định mua nhà. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về vấn đề về tìm nhà. Tôi thấy về lượng, về giá cả miền mặt bằng chung thì giá đang có chiều hướng là tăng. Nhưng song về vấn đề và chi phí để cho quản lý người mua nhà thì họ đang có rất khó về vấn đề về chuẩn bị để kinh phí làm sao để có thể mua được nhà. Bởi vì hiện tại về cái nguồn cung, chi phí về tiền thì đang rất là khan hiếm càng về tiền cuối năm này. Ngoài ra còn các cái ngoại đô, ven thị, tôi thấy đất của khu vực ngoại đô đang có xu hướng là tăng. Còn đất ở trong nội thị hiện đang là rất là khan hiếm. Đấy là gì tôi nhận định được. Trong khi đó, tại thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, lượng cung trong 9 tháng đầu năm 2019 chỉ đạt 10.715 sản phẩm, bằng 39,1% so với cùng kỳ năm 2018. Theo tôi thấy thì bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay thì là nhà thì là rất khó để mua, rất ít cái dự án mới. Còn cái nguồn vốn và nguồn tín dụng để có thể tiếp cận để phải mua nhà thì cũng rất là khó khăn. Theo tôi thấy thì là năm nay thì là giá đất sẽ tăng rất là cao. Về lượng giao dịch bất động sản nhà ở trong 9 tháng đầu năm 2019, tại Hà Nội, lượng giao dịch bất động sản nhà ở đạt 8.899 sản phẩm, bằng 68,9% so với cùng kỳ năm 2018. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, lượng giao dịch đạt 8.560 sản phẩm, bằng 46,8% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, tỷ lệ hấp thụ ở cả hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao. Cụ thể, tỷ lệ hấp thụ bất động sản nhà ở 9 tháng đầu năm tại Hà Nội đạt 68,6%, còn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 79,9%. Ngoài ra, giá bất động sản nhà ở hai thị trường này có chiều hướng tăng nhẹ nhưng không sốt, thị trường duy trì ở mức ổn định. Chúng tôi có tổng hợp cái báo cáo tình hình của 9 tháng đầu năm thì có một số những cái phân khúc có cái sự phân hóa về giao dịch ấy, cũng tương đối rõ rệt. Ba quý đầu tiên của năm 2019 thì phân khúc căn hộ giao dịch cũng bị sụt giảm, nhưng bù lại thì có một số những cái phân khúc trong năm nay cũng tương đối sôi động, đó là những cái sản phẩm shop và shop house, chân đế của những cái dự án của những chủ đầu tư lớn. Ngoài ra thì có một số những cái dự án đất nền ven đô, khi mà có một số những cái thông tin mà sang năm thì những cái vùng đó được lên quận thì cũng giao dịch cũng tương đối là sôi động và giá cả thì cũng là tăng so với cả năm ngoái tầm khoảng từ 20% cho đến 30%. Theo nhìn nhận chung về thị trường 9 tháng đầu năm thì chúng ta có thể nhìn thấy một bức tranh nó không có nhiều sự nhộn nhịp. Tôi cho rằng là phần lớn là do mảng thị trường nhà ở. Vốn thị trường nhà ở nó chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng cái dung lượng thị trường bất động sản. Do vậy thì khi thị trường nhà ở có dấu hiệu của việc chững lại và thiếu giao dịch, thiếu nguồn cung và cũng thiếu giao dịch thì mọi người đều đánh giá chung rằng là thị trường bất động sản đang có sự chầm lắng. Nhưng mà tôi vẫn nhấn mạnh rằng là một số phân khúc bất động sản khác vẫn đang có rất nhiều điểm sáng. Theo nhận định của tôi, 9 tháng đầu năm là ghi dấu của những thương hiệu lớn như tập đoàn Sun Group, tập đoàn Vingroup. Họ đã được tung ra thị trường những sản phẩm nghỉ dưỡng rất là thu hút, rất là tốt các nhà đầu tư, nhất là trong thị trường Phú Quốc. Còn về mặt thị trường nội đô thì cũng đón nhận một làn sóng mới của các chủ đầu tư mới và nổi lên gần đây là như là của tập đoàn BRG tại Sài Đồng đang thu hút một lượng đầu tư rất lớn, nguồn cung ra ngoài thị trường cực kỳ nhiều và cực kỳ được đón nhận. Thị trường 9 tháng đầu năm theo tôi nhận định là được ghi dấu bởi những dự án mà có hồ sơ pháp lý rõ ràng, có chính sách bán hàng hấp dẫn, vị trí địa lý đẹp. 9 tháng đầu năm qua là một sự khó khăn rất là lớn đối với những một số cái dự án nhỏ khi mà nguồn cung ra ngoài không cạnh tranh được với các dự án lớn.
Ngoài hai thị trường bất động sản Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, một số vùng có thị trường bất động sản đã phát triển mạnh trong một vài năm trở lại đây như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai cũng cho thấy sự giảm tốc về cả nguồn cung mới và lượng giao dịch bởi sự rà soát các dự án từ chính quyền địa phương. Ở hầu hết các tỉnh thành khác trên cả nước đều ghi nhận sự phát triển của thị trường bất động sản và thu hút các nhà đầu tư bởi các thành phố lớn không còn nhiều cơ hội đầu tư. Chủ đạo vẫn là dòng sản phẩm đất nền, giá cả tăng trưởng ổn định. Trong 9 tháng đầu năm 2019, xuất hiện một số thị trường bất động sản mới như Hòa Bình, Yên Bái, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận. Do năm 2018 thì thị trường sụt giảm nguồn cung nên tình trạng thiếu nguồn cung sản phẩm đã khiến cho thị trường nguồn cung của các dự án bất động sản giảm mạnh trong năm 2019. Bên cạnh đó, việc mất cân đối giữa cung cầu dẫn đến sự lệch pha sản phẩm trên thị trường giữa căn hộ bình dân, cao cấp và trung cấp trong suốt 9 tháng đầu năm và cũng được giới chuyên gia dự báo sẽ còn kéo dài đến hết năm 2019. Vậy thì nguyên nhân thực sự của việc nguồn cung sụt giảm mạnh như thế này là do đâu? Hãy cùng Invest TV tìm câu trả lời ngay sau đây. Bên cạnh việc đẩy mạnh rà soát phân loại các dự án thì thủ tục liên quan đến quy trình phê duyệt đất đai và cấp phép xây dựng cũng ngày càng được thắt chặt. Điều đó khiến nguồn cung nhà ở trong quý 2 vừa qua và cả trong năm 2019 sẽ hạn chế hơn, đồng thời giá cả dự kiến sẽ đi lên. Cuối năm 2018 cho đến nửa đầu 2019, thì với việc ra hàng của những chủ đầu tư lớn tập trung vào các cái phân khúc khác nhau, nhưng mà đa phần thì cái lý do mà giảm về cái lượng giao dịch thì cũng là cái vấn đề là các cái sản phẩm, đặc biệt là về các phân khúc về căn hộ, thì với cái số lượng căn hộ ra chào hàng mở bán ra ngoài thị trường lớn nên thành ra cũng cần phải có một cái thời gian để hấp thu. Thực ra sự sụt giảm nguồn cung thì theo tôi đánh giá đấy là do cái nhu cầu của thị trường. Trong những năm vừa qua chúng ta đón nhận một nguồn cung cực kỳ lớn và đáp ứng được một phần cái nhu cầu thực sự của nhà đầu tư cũng như là người dân mua nhà để sở hữu ngôi nhà đầu tiên. Nguồn cung của thị trường nó có hai yếu tố, thứ nhất là pháp lý và thứ hai là nhu cầu thị trường đang tiến tới hướng dẫn là cung cấp đầy đủ rồi. Nhìn chung hiện nay ở cả hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có sự sụt giảm về nguồn cung nhà ở. Nguyên nhân là do trước đây, trong thời gian rất dài, nhiều dự án đầu tư theo kiểu phong trào, không xuất phát từ nhu cầu phát triển thực tế đô thị. Thậm chí nguồn lực để phát triển dự án cũng không có. Không ít dự án được cấp đất nhưng không thực thi dẫn đến tình trạng dự án treo khá phổ biến. Hiện nay nhiều địa phương đã và đang đẩy mạnh việc rà soát, đánh giá, phân loại dự án bất động sản và thận trọng hơn trong việc phê duyệt, cấp phép dự án mới theo Nghị định 11CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị, đã ảnh hưởng mạnh đến kế hoạch ra hàng của nhiều chủ đầu tư. Tại thời điểm này, chúng ta muốn thực sự là nghiên cứu đầu tư vào đâu thì mỗi thị trường, mỗi một phân khúc, mỗi một sản phẩm đều mang lại một cái bài toán đầu tư rất là tốt và phù hợp với những nhà đầu tư khác nhau. Nhưng quan điểm của tôi trong thời điểm cuối năm nay hoặc là tất cả những cái sản phẩm tiếp theo ra đây là chúng ta các nhà đầu tư nên thận trọng trong việc pháp lý của chủ đầu tư cũng như pháp lý của dự án. Lúc đó thì thực sự là cái việc chúng ta đầu tư có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào pháp lý của dự án. Có những dự án thu hút rất là lớn nhưng có một số vướng mắc về pháp lý thì có thể là không launching được ra thị trường cũng như là các tiến độ phát triển của nó không được như cái dự định ban đầu thì bài toán đầu tư của các bạn nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Cái cốt lõi chúng ta vẫn quay lại bài toán là chọn mặt gửi vàng, xem là chủ đầu tư nào và cái dự án ý tưởng của nó xuất phát như thế nào để chúng ta nhìn được, đoán được cái khả năng nó vận hành ở trong tương lai. Cứ có nhiều khách thì mặc nhiên là dòng tiền về tốt, mình sử dụng tốt và cũng sẽ tăng trưởng tốt. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ hơn khiến việc tiếp cận vốn vay của cả chủ đầu tư. Để triển khai dự án lẫn khách hàng mua nhà đều khó khăn, cũng làm cho lượng dự án mở bán trong quý 2 vừa qua và dự kiến cả trong năm 2019 hạn chế hơn. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở phân khúc trung cấp và bình dân tại các đô thị đang rất lớn, việc tăng lãi suất vay và thận trọng hơn trong quá trình xét duyệt hồ sơ vay vốn của các ngân hàng đang làm hạn chế nguồn cung, làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở của nhiều người dân đô thị. Điều này ảnh hưởng tới sự phát triển lành mạnh của thị trường, vốn đang phát triển rất ổn định và không có dấu hiệu bong bóng như lo lắng của các cơ quan quản lý.
Mặc dù nguồn cung giảm, song giá cả tăng không nhiều và đã khá sát với giá trị thực. Cung cầu trên thị trường cũng không còn lệch pha như trước, tạo cơ hội cho những người có nhu cầu mua nhà trong thời điểm này. Đặc biệt là hầu hết dự án mở bán hiện nay đều đã đầy đủ tính pháp lý, được chủ đầu tư chú trọng xây dựng hạ tầng, dịch vụ, cảnh quan và chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi nguồn cung giảm mạnh, dự kiến giá nhà ở sẽ có xu hướng đi lên. Khi nói về bất động sản nghỉ dưỡng thì là tôi hay nói về xu hướng. Mình đầu tư vào bất động sản là mình đầu tư cho tương lai, đúng không ạ? Đó thì hiện tại cái bất động sản về nghỉ dưỡng sẽ là bất động sản xu hướng trong những năm tới đây. Bởi vì sao? Bởi vì là như các nhà đầu tư đã bây giờ đã nhìn nhận rất rõ rệt cái việc mà nhà nước mình chuyển đổi rất lớn từ cái kinh tế nông nghiệp và công nghiệp sang ngành kinh tế công nghiệp không khói, đó là chính là ngành kinh tế du lịch, đúng không ạ? Bởi vì là Việt Nam mình có những cái tiềm năng về du lịch rất lớn, nhưng hiện tại với cái mức độ khai thác về du lịch đó so với các nước trên thế giới thì cái tỷ lệ đó đang còn chênh lệch khá cao đó. Và tôi được biết là nhà nước mình có nguyên một cái nghị quyết 08/2017 của Bộ Chính trị là chỉ định là tập trung mạnh vào kinh tế du lịch, thì tôi nhận định chắc chắn những cái năm tới đây nó sẽ là cái xu hướng về bất động sản nghỉ dưỡng. Ở trong 3 tháng cuối năm, chúng ta thông thường bao giờ cũng vậy, 3 tháng cuối năm nó sẽ chứng kiến một lượng ngoại hối về một cách ồ ạt. Và cái dòng tiền đó nó sẽ khiến cho toàn bộ thị trường nó sẽ có được những cái gọi là tăng nhiệt độ lên. Nó sẽ ấm lên khá nhiều cho tất cả các phân khúc. Và đặc biệt đó là khẩu vị của những người đầu tư Việt Kiều về á, thì thông thường mọi người sẽ đầu tư vào những cái bất động sản dòng tiền. Do vậy thì người ta thấy ví dụ như shop house hay là thậm chí bất động sản công nghiệp hay là bất động sản du lịch sẽ là ba mảng mà họ sẽ mong muốn rằng là khi họ đi ra khỏi ở đây, họ không có mặt tại bất động sản của họ thì bất động sản đó sẽ vẫn sinh ra tiền và có khả năng tăng trưởng cách bảo toàn vốn tốt. Và như vậy thì cuối năm tôi cho rằng ấy, là những bất động sản dòng tiền nó sẽ đem lại cái sức ấm và dẫn dắt thị trường vào tháng cuối năm. Theo nhiều chuyên gia, trong năm nay và một vài năm tới, việc siết chặt tín dụng bất động sản cùng với quỹ đất eo hẹp trong khu vực trung tâm thành phố lớn sẽ tiếp tục dẫn đến sự thiếu vắng nguồn cung nhà ở cao cấp ở nội đô. Nhìn chung, lượng giao dịch trên thị trường có thể bị tác động do người mua có xu hướng thận trọng và chọn lọc hơn trong bối cảnh thiếu vắng các gói hỗ trợ vay và không còn lệch pha cung cầu. Đồng thời, tính minh bạch của thị trường cũng đã tốt hơn. Điều này thúc đẩy các chủ đầu tư cần nghiên cứu kỹ hơn về thị trường và phát triển dự án chuyên nghiệp. Những dự án quy mô lớn, có thiết kế độc đáo, nhiều diện tích, được đầu tư hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan trước khi mở bán sẽ tiếp tục thu hút người mua. Xin kính chào quý vị và các bạn. 9 tháng đầu năm 2019 thì mặc dù nguồn cung hạn chế, tuy nhiên thì thị trường bất động sản vẫn ghi nhận sự tăng trưởng ổn định ở các phân khúc. Vậy thì trước diễn biến của biến động bất động sản như thế này thì liệu đâu sẽ là giải pháp tối ưu và tốt nhất dành cho những nhà đầu tư trong 3 tháng cuối năm? Thì hôm nay chúng ta sẽ có buổi trò chuyện với ông Nguyễn Văn Đính, là Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Môi giới Bất động sản. Cảm ơn ông vì đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chào biên tập viên và các quý vị thính giả. Câu hỏi đầu tiên muốn gửi đến ông đó là ông có nhận định như thế nào về thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm cũng như là phân tích thị trường 3 tháng cuối năm ạ? 9 tháng đầu năm 2019 thì cho chúng ta thấy là có những cái số liệu sụt giảm về cả nguồn cung lẫn các cái giao dịch thành công ở trên thị trường bất động sản cả nước, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là những cái khu vực có nhiều những cái biến động nhất. Theo số liệu báo cáo và điều tra thì Hà Nội cho thấy trong cả 3 quý có khoảng 18.000 sản phẩm được tung ra thị trường và khoảng trên 12.000 sản phẩm đã được giao dịch thành công và tỷ lệ hấp thụ và chỉ đạt khoảng trên 60%. Thì đây cũng là một tỷ lệ thấp ở Hà Nội so với khoảng 3 năm trở lại đây. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì với tổng số lượng khoảng trên 20.000 sản phẩm được trao bán trên thị trường và lượng tiêu thụ thì đạt khoảng 18.000, nâng cái tổng cái tỷ lệ hấp thụ
của cái vùng này đạt lên đến khoảng 80%, là một cái tỷ lệ khá cao so với các năm khoảng 3 năm trở lại. Trong đó đặc biệt quý 3 thì có cái lượng hấp thụ mạnh nhất, đấy là con số mà chúng tôi thống kê là lên đến 95% tỷ lệ hấp thụ thành công của các cái sản phẩm được chào bán trên thị trường. Thì đấy là những cái sự khác biệt lớn nhất giữa hai cái thành phố này. Một nơi thì hàng hóa, các dự án được phân bổ hợp lý hơn, các phân khúc cũng có cái tỷ trọng là phù hợp, nhưng hấp thụ lại thấp, giá lại không tăng, dẫn đến là cũng không thu hút các cái nhà đầu tư, đặc biệt những nhà đầu tư nhỏ lẻ, đầu cơ kinh doanh bất động sản, mua bán nhanh, kiếm lời chẳng hạn. Và thiếu những cái nhóm này thì cũng làm thị trường nó không sôi động, nó không sôi nổi, không sôi động. Thế còn một bên thì do nguồn hàng hấp thụ rất lớn, nhưng lại mất cân đối về cơ cấu nguồn hàng. Thế còn với các tỉnh, chúng tôi nhận thấy là xuất hiện những cái làn sóng đầu tư của các nhà phát triển, lớn có, nhỏ có, và kéo theo là các nhà đầu tư nhỏ lẻ đi theo thì họ đầu tư ở 3 tháng cuối năm. Thì chúng tôi nghĩ rằng quý 4 của 2019 sẽ không có cái gì đột biến, không có thị trường nóng, thị trường sốt hay là bùng nổ một cái gì cả, mà nó sẽ được duy trì cân đối giữa cung và giao dịch, cân đối giữa sự phát triển và nhu cầu sử dụng, cân đối với các nhà đầu tư. Thì đấy là cái tình hình chung của thị trường bất động sản Việt Nam trong 9 tháng đầu năm và quý cuối năm 2019. Vâng, vậy thì đứng trước những nguyên nhân và thực trạng khó khăn như thế, thì theo ông để có thể phát triển và thúc đẩy thị trường bất động sản sôi động trong thời gian tới, thì chúng ta cần có những cơ chế pháp lý cũng như biện pháp như thế nào để cải thiện ạ? Cái đầu tiên là chúng tôi nghĩ rằng việc rà soát các dự án ở các địa phương cũng là việc làm cần thiết, để tránh những cái sai sót trong thực thi các cái luật như là đất đai, xây dựng, quy hoạch, rồi đầu tư, vân vân. Tuy nhiên thì không nên kéo dài quá những cái việc rà soát này. Có những địa phương chúng tôi nhận thấy đến nay đã hơn một năm, thậm chí có những địa phương hai năm nay vẫn rà soát. Thì chắc chắn là nó sẽ làm nản lòng các cái nhà đầu tư, nản lòng các nhà phát triển, và như vậy thì không có lợi cho địa phương. Chúng tôi đi khảo sát nhiều dự án, thậm chí chúng tôi thấy có những địa phương quá đủ điều kiện rồi, xây cũng gần xong rồi mà cũng vẫn bị địa phương lo ngại thị trường không kiểm soát được, hay là vẫn xem xét vấn đề có sai gì nữa không, rồi vân vân, thì dẫn đến là thị trường không có hàng, thiếu nguồn hàng. Đã thiếu nguồn hàng thì đương nhiên là người ta đẩy giá. Thứ hai là đối với các nhà đầu tư thì chúng tôi nghĩ rằng họ phải tỉnh táo, thận trọng, họ phải tham gia vào những dự án trước tiên là phải đảm bảo pháp lý. Thì do vậy là tôi nghĩ rằng ngoài cái việc đẩy nhanh tiến độ thì chính quyền cần phải tạo ra những cái hệ thống thông tin để cho thị trường, để cho các nhà đầu tư, cho người tiêu dùng, người ta tra cứu. Theo ông thì trong những tháng cuối năm thì đâu sẽ là cơ hội cũng như là thách thức dành cho những nhà đầu tư bất động sản, và họ cần lưu ý những thông tin gì để có thể đầu tư an toàn và hiệu quả nhất trong thời gian này ạ? Trong thời gian tới ở Hà Nội thì có lẽ là chúng ta nên chọn những cái dự án chuẩn bị phát triển ở những vùng tiềm năng. Ví dụ những cái vùng như là Đông Anh, ví dụ như những vùng Gia Lâm. Vì Hà Nội mặt bằng giá sản phẩm khi đã đầy đủ, đã hoàn thiện, không tăng giá. Thế còn thành phố Hồ Chí Minh thì trong cái bối cảnh hiện nay thì đúng là cái giá cả nó cũng đang tăng. Tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá rằng nếu trong trường hợp các nhà quản lý, các cơ quan nhà nước mà họ đã tháo gỡ được các vấn đề
nguồn hàng nó có thể ra rất ồ ạt. Thì tôi biết là lượng hàng mà đang chờ giải quyết ở thành phố Hồ Chí Minh đang rất lớn, và khi nó ra ồ ạt thì lúc ấy thì nó lại cũng quy luật của thị trường, hàng nhiều mà cầu không nuốt hết thì nó lại phải giảm giá. Thế còn đối với các cái sản phẩm đất nền ở các khu vực tỉnh thành khác thì là các nhà đầu tư cũng vậy, chúng ta phải xem xét cái việc đầu tư vào cái đất nền. Đất nền theo chúng tôi nó không phải là sản phẩm chủ đạo của thị trường, mà nó là một cái sản phẩm khởi đầu của một cái sản phẩm, bởi vì sau đó ta phải còn phải xây dựng. Nếu dự án chúng ta ôm đất nền, chúng ta không bán được, và dự án này nhà phát triển thiếu năng lực rồi không đầu tư xây dựng tiếp, và như vậy thì rõ ràng giá trị nó sẽ mất dần đi, nó sẽ giảm giá trị và thậm chí là không ai ngó ngàng đến, thì cũng rất rủi ro. Do vậy cũng phải xem xét những cái dự án năng lực của chủ đầu tư và kế hoạch triển khai của chủ đầu tư. Và một cái dòng sản phẩm nữa của bất động sản tức là condotel thì các nhà đầu tư hoàn toàn có thể đầu tư vào cái sản phẩm này, vì đây là một cái dòng sản phẩm có thể nói là rất tiềm năng trong phát triển kinh tế du lịch ở Việt Nam đang còn thiếu, và thiếu rất nhiều. Thế tuy nhiên thì là các nhà đầu tư cần phải xem xét vấn đề năng lực của chủ đầu tư phát triển các loại hình dự án này, kinh doanh đúng chức năng của nó, là một khu nghỉ dưỡng, là một khu khách sạn, là một khu du lịch, tức là ta phải đầu tư vào những cái dự án có tiềm năng, nó sẽ tạo ra những cái hiệu quả về kinh tế của bản thân dự án sau đầu tư. Hy vọng với những chia sẻ và phân tích rất cụ thể dựa trên những số liệu cụ thể vừa rồi của ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thì quý vị cũng đã có được những thông tin cần và đủ để có thể đưa ra quyết định sáng suốt trong thời điểm này để đầu tư vào phân khúc bất động sản nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và nếu quý vị cần thêm những tư vấn về thông tin bất động sản cũng như tài chính, thì xin mời liên hệ với chúng tôi qua số hotline của chương trình, đó là 0823465555, hoặc địa chỉ email của chương trình, đó là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Có một nơi như thế, đủ xa để riêng tư, đủ gần để tận hưởng. Nơi mỗi căn biệt thự đều là một tuyệt tác nghỉ dưỡng đong đầy niềm hạnh phúc an yên như được trở về nhà. Là món quà truyền đời lưu giữ những kỷ niệm gia đình vô giá. Movenpick Villas and Residence Phú Quốc, một sản phẩm của tập đoàn Make Group. PM Next. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại góc nhìn đầu tư ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và nếu quý vị cần thêm thông tin tư vấn về bất động sản hay tài chính thì xin mời liên hệ với chúng tôi qua số hotline của chương trình, đó là 0823465555, hoặc địa chỉ email của chương trình, đó là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.